Nóng thế nhỉ? Thế nóng như này phải có tí sinh tố lúa mạch nha anh nhỉ. Thế thì phải có thêm tí này nữa. Thế chuẩn bài, nhưng mà khổ nỗi là uống xong thì bụng nó to ấy, nó kích bụng hát không hay, cái ẻm chề chết. Không lo, chỉ quần này như này. Thế sao? Quần Vadino nhé. Quần Vadino đấy, em cũng quần Vadino chứ đâu. Đây có giãn ẩn. Hay chưa? Có đây có giãn luôn anh. Có giãn luôn, có giãn ẩn bên trong luôn. Co này co thích lắm này, mặc uống thế uống xong vô tư nhỉ. Vì túi quần nó thô. Túi quần này mẹ hai cái ví. Mẹ là hai em hai bên gút hai hai bên luôn. Đây nhìn đằng sau quần của anh em. Lấy chưa? Ấy, quần này. Đường may cực kỳ cẩn thận luôn. Đường may nét nhá. Có cúc luôn này anh. Có cúc chứ. Có cúc sau luôn này, để ví yên tâm luôn. Không em nào lục được cả. Ấy à. Chắc cú nhờ. Bác sĩ luôn ngon xuông. Vải không nhăn co giãn. Đấy, thấy không? Ngay mặc lấy được chứ. Quá tuyệt đấy. Một sản phẩm. Quá ok. Ui, khóa IKK luôn này. Ừ rồi, chứ còn sao? Khóa này không bao giờ bị kẹt luôn. Ui. Nếu mà bị hỏng nhá, Vadino là thay bảo hành miễn phí trọn đời luôn. Bảo hành miễn phí trọn đời quá luôn. Tận nơi luôn. Đấy, anh em thấy chưa? Thích cái quần này nhá, đến ngay Vadino nhá, giá cực kỳ ưu đãi. Còn nếu không nhá, Vadino ship tận nơi, không mất phí, kể là không mua không ưng.